Chào các bạn, trong video này theo yêu cầu của một bạn theo dõi kênh YouTube của mình, các bạn đã comment nhờ mình làm video và cách mà phân biệt hai chip LED SMD 2835 và 3528 có sự khác nhau như thế nào và cách phân biệt. Thì ở phần phía trước video mình đã đưa ra một số ảnh minh họa và cái con chip LED 2835 và chip LED 3528. Thì tiếp theo đây mình sẽ đưa ra cái cách so sánh và cái cách nhận biết của giữa hai chip LED 2835 và 3528 nha các bạn. Nào, các bạn nhìn trên tay mình nè. Bên tay trái của mình á là cái con chip LED 2835 nha. Còn bên tay phải mình là chip LED 3528. Ở đây mình đưa ra sự so sánh nha. Nó giống nhau chỗ nào và nó khác nhau chỗ nào? Nó giống nhau á là nó có cùng kích thước nha các bạn. Cái kích thước của nó là 3,5mm nhân 2,8mm, nó cùng kích thước nha. Thì các bạn, khi mà các bạn có một cái thước cặp ở nhà, tại như ở đây mình có một cái thước cặp nha các bạn. Rồi các bạn nhìn chip LED nè. Thì trong video trước mình đã hướng dẫn cái cách đo chip LED và cái tên gọi chip LED. Các bạn đo chiều dài trước rồi đo chiều rộng sau ha. Như ở đây các bạn đo nè, chiều dài rồi các bạn đo chiều rộng. Đây, như ở đây các bạn có thể đo thấy kích thước của nó không? Đây chiều rộng đó các bạn. Nó chưa được 3 các bạn, nó khoảng 2,8 thôi nha. Đây mấy chip LED này, chip LED 2835. Thì các bạn cứ đo cái đo chiều dài với chiều rộng của nó. Thì nó giống nhau ở đây á là cái có cùng kích thước nha các bạn. Một chiều á là 3,5 ly, một chiều là 2,8 ly. Đồng thời cái diện tích bề mặt của hai chip LED là giống như nhau nha các bạn. Nói chung cái chu vi á, cái diện tích của nó là giống y hệt nhau ha. Đây là cái điểm mà giống nhau cơ bản của hai con chip LED. Rồi sau đây là cái điểm khác nhau của giữa hai chip LED này. Như đối với con chip LED 2835 á, đây là loại chip LED siêu sáng nha các bạn. Cái dòng điện qua chip LED này á, nó khoảng là 60mA trở lên ha. Còn cái công suất của mỗi chip LED là 0,2W. Nói chung là công suất của chip LED 2835 á, có nhiều loại. Thông thường là 0,2W nè, 0,5W hoặc 1W. Còn đối với con chip LED 3528 này á, nó là chip LED thông thường nha các bạn. Cái dòng nó qua là khoảng 20mA, là khá nhỏ các bạn. Nó nhỏ gấp 1/3 so với chip LED 2835 nè.
đồng thời cái công suất của nó, công suất tiêu thụ của một con chip LED đó. Đây là cái con chip LED nha các bạn. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng 0.06W thôi. Có nghĩa là nó cái công suất tiêu thụ của nó cũng nhỏ hơn khoảng gấp 3. Nhỏ gấp 3 là cái 2835 là công suất của nó lớn gấp 3 lần cái con chip LED 3528. Cái này cũng đều dễ hiểu thôi, tại vì cái dòng điện của nó, nó là 60mA mà nó lớn gấp 3 lần cái dòng điện của 3528 này. Nên cái công suất của nó là lớn gấp 3 lần là điều hiển nhiên nha. Mà mức độ sáng của nó thuộc là chip siêu sáng nha các bạn, còn lại chip rất thường thôi. Cái vấn đề thứ hai á, mình nói về cái độ lumen nha các bạn. Lumen là quang thông mỗi mét đó. Đối với trong 1 mét của cái nó gồm khoảng 60 con chip LED. Đối với chip LED là 2835 á, thì cái độ lumen của nó là 1300 lumen trên 1 mét nha các bạn. Và cái công suất tiêu thụ của 60 chip LED này á trong 1 mét á, nó tầm khoảng 12W. Đối với chị đây là chip LED 2835 ha. Còn đối với cái con chip LED 3528 này á, cái số lượng 60 chip LED mà trong 1 mét đó, thì cái lumen của nó từ là 330 đến 360 lumen trong 1 mét. Đồng thời mà tính theo các cái tính công suất á, thì nó chỉ tầm khoảng là 4.8W đến 5W trên 1 mét. Thì để cho các bạn dễ hình dung á, mình lấy một cái led dây này nha các bạn. Mình giả sử nha, cái led dây này nó dài 1 mét nha. Đồng thời cái số lượng chip led ở đây á, là mấy chip led 2835 hoặc là 3528. Thì cái chiều dài led dây này nó dài 1 mét. Thì người ta đo và người ta tính toán được cái công suất như thế này á. Và người ta tính được cái độ lumen nè. Cái độ sáng, chiếu sáng của mấy con chip LED. Rồi sau đó người ta tính được cái công suất trên mỗi mét. Nó gồm, nhưng mà mỗi mét nó bao gồm 60 con chip LED nha các bạn. 2835 và 3528. Thế đây các bạn nhìn, có thể nhìn thấy không? Cái công suất tiêu thụ của nó ở con chip LED 2835 này á, nó hơn gấp 2 lần. Còn cái độ lumen của nó gần gấp 4 lần luôn. Cái độ sáng của con chip LED 2835 này á, nó sáng gần gấp 4 lần cái độ sáng của con chip LED 3528. Thì trên đây á, là những cái thông số cơ bản và cái dòng điện nè, cái công suất, cái điện áp của nó là hai cái con này á, tầm hoạt động là khoảng 3V nha các bạn. Cỡ độ nó sẽ khác nhau là dòng điện là tiêu thụ nè, cái công suất nè, cái độ lumen nè. Còn tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách phân biệt giữa hai cái chip LED 3528 và 2835. Như các bạn nhìn bên ngoài á, hai chip LED này nè, cái kích thước á, cái diện tích bề mặt, cái hình chữ nhật này nó giống y hệt nhau nha các bạn. Rồi các bạn, nhưng mà các bạn nhiều bạn không biết á, các bạn cứ nghĩ là con 3825 hoặc 2538 nó như lộn qua lộn lại á, các bạn không biết. Thì trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà phân biệt được nha. Thứ nhất á, là các bạn nhìn cái bên ngoài nè, có lớp nhựa màu nè. Cái màu này màu vàng hoặc màu trắng nha các bạn, nó phủ phốt pho ha, đa phần nó màu vàng á. Thì lớp nhựa bên ngoài á, các bạn nhìn nó hình chữ nhật nha các bạn. Đối với nó lại là chip LED 2835. Bên ngoài là cái viền chữ nhật nè. Còn đối với chip LED mà 3528 á,
các bạn nhìn không? Ở đây á, hai bên rìa ngoài á, cái viền của nó tách ra các bạn, nó có viền màu trắng nha. Đồng thời cái lớp nhựa màu bên ngoài á, nó chỉ là màu tròn tròn thôi, chứ không như hình chữ nhật của chip LED 2835. Thì đây á, là cái cách phân biệt và cái cách nhận biết. Các bạn nhìn vô cái lớp nhựa màu nè, các bạn nhìn đó, con chip LED nào đo các bạn thiết kế tiền á, các bạn cứ đo kích thước nha, với chiều dài á 3,5 ly, chiều rộng đó là 2,8 ly. Nhưng mà các bạn nhìn thêm vào cái lớp là các bạn có thể xác định được cái con này con chip LED 2835 hoặc 2538. Rồi tiếp theo á, các bạn nhìn vô cái lớp nhựa mà lớp nhựa màu á, hình chữ nhật nè, nếu mà nó là chữ nhật á là cái chip LED 2835. Còn đối với chip LED 3528 là cái lớp nhựa màu hình tròn nha các bạn. Các bạn nhìn vô đây các bạn cũng có thể phân biệt được, tại vì cái nó phủ ở đây á, là cái chip LED 2835 này nó sáng hơn nha các bạn. Còn cái 3528 này nó chỉ có vòng tròn thôi, còn mấy phần rìa bên trên nè, bên trên bên dưới nè là nó không có. Nên tất nhiên á, là cái độ sáng của chip LED 2835 nó sẽ lớn hơn với độ sáng của 3528 nha các bạn. Thì độ sáng nó đi càng lớn á thì cái dòng tiêu thụ nó càng lớn, đồng thời công suất của chip LED 2835 này càng lớn sơn so nhiều hơn so với 3528. Nó lớn hơn gần gấp 3 lần nha các bạn. Nói về cái công suất của nó, tại vì cái công suất của 2835 mẹ tới tầm là 0.2W, còn cái 3528 này nó chỉ có 0.06W thôi. Rồi ở đây mình sẽ minh họa cho các bạn thấy nha. Đây cái đèn LED bulb 9W nha, nó dùng cái chip LED là 2835 nha các bạn. Các bạn thấy không, cái giữa của nó là nó cái này hình chữ nhật nha, cái lớp nhựa bên đây nè, đây lớp nhựa màu hình chữ nhật luôn nha, nó phủ hết. Còn nếu mà các bạn nhìn thấy nó vẽ hình tròn á, cái chiều dài của nó bởi để trống á, là con đây là con chip LED 3528 nha. Các bạn nhìn thấy không? Cái lớp nhựa màu á, nó phủ đều hết, gần full cái hình chữ nhật nè các bạn, phủ hết, gần hết luôn nha. Vậy là chỉ có mấy cái cạnh rìa bên ngoài, các bạn thấy không, nhìn trắng trắng không? Nào mấy cái cạnh bên đó là cho nhìn trắng trắng nè. Vậy là con chip LED nè, chip LED 2835 nha các bạn. Còn nếu mà các bạn nhìn thấy á, mà cái lớp giữa này nó hình tròn chứ không phải hình chữ nhật, hình tròn đây nè, đồng thời cái viền của nó đây là có viền màu trắng nha các bạn, nó có hai khoảng trống ở đây nè. Như vậy các bạn xác định được đây là con chip LED 3528 ha. Ở đây mình có thể minh họa được như con chip LED này các bạn, các bạn thấy không? Như chip LED này á, mình giả sử như cái vòng bụng đen đen này á là cái nhựa vàng nha các bạn, cái lớp nhựa bên ngoài á thì mấy cái viền nè như thế này á, viền trắng, thì các bạn có thể xác định được đây là cái con chip LED 3528 ha. Cái này mình làm giả dụ thôi nha, mình làm demo cho các bạn thấy. Cái phần đen đen này á là cái vòng tròn của nó thôi. Như vậy là trong video này á, mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách phân biệt hai con chip LED 2835 và chip LED 3528 dựa vào cái hình dạng của nó, hình dạng lớp cái lớp nhựa màu nha các bạn, là các bạn có thể xác định được nha. Mặc dù cái kích thước của nó là các bạn đo đều chiều dài khoảng 3,5 ly, chiều rộng khoảng 2,8 ly, nhưng mà nó chỉ khác nhau bình dạng bên ngoài, đó là cái lớp nhựa màu. Một lớp nhựa màu nó phân biệt là hình chữ nhật, một lớp nhựa màu bên đây á là lớp hình tròn nha các bạn, là giữa phân biệt là 2835 và 3528 ha. Đồng thời sự khác nhau bên trong của nó chính là con
cấu tạo chip LED nha các bạn. Thì dòng ở đây nó ăn dòng về công suất nè, cái độ lumen nè, rồi cái số lượng chip LED, nếu mà người ta tính trong 60 chip LED mà trong trên 1 mét đó, thì cái công suất của nó cũng 12W. Còn đối với cái con chip LED 3528 thôi là nó chỉ tầm 4,8 W đến 5 W thôi. Như vậy tóm lại á, là đối với chip LED 2835 á, là một con chip LED siêu sáng ha. Cái độ sáng nó sáng hơn nhiều so với chip LED thường 3528 nha. Rồi, vậy là video này đến đây đã kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support, hướng dẫn, hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.